Một trận phục kích hoàn hảo Đây là trận đánh đầu tiên Tôi tham gia cùng đại đội 6 tiểu đoàn 2 Giết chết một lính para tịch thu một khẩu súng AK-47 Sau nhiều ngày theo dõi Trinh sát tiểu đoàn đã nắm được quy luật Hoạt động của bọn lính para Mỗi sáng từ 6 giờ 30 Có một tốp lính khoảng 7 hoặc 8 người Đi tuần tra từ căn cứ của chúng Men theo đường bò Vào sâu trong nội địa Campuchia Qua ngã ba đường bò là nơi giao nhau của hai đường xe bò từ bên kia biên giới. Các xe bò thường chờ đợi nhau ở đây, nên lâu dần tạo thành một chẳng trống, đường kính khoảng 40 mét. Bọn lính para, dù đi theo đường bò nào, cũng đều phải băng qua chẳng trống này. Và đây là địa điểm lý tưởng để phục kích. 15 giờ chiều, ngày 3 tháng 6 năm 1981, chúng tôi bắt đầu hành quân từ Đăng Cung, với lực lượng khoảng 20 người, gần gấp 3 lần số lính para, gồm 3 trinh sát tiểu đoàn, 14 cán bộ chiến sĩ của các trung đội đều là lính miền Nam và ba người của đại đội bộ gồm chỉ huy trận đánh thiếu úy đại đội phó Võ Văn Cổ Cậu Nẵng quê ở Củ Chi liên lạc của anh Cổ và tôi do trận đánh được chuẩn bị kỹ và lực lượng áp đảo nên anh Cổ không huy động hỏa lực B40 mà chỉ dùng toàn súng trường một khẩu trung liên RBD và 18 khẩu AK-47 người duy nhất ra trận không mang súng là tôi sức khỏe tôi vẫn chưa bình phục, bụng vẫn còn cuốn băng vì vết thương chưa lành. Sau lần bị thương một tháng trước, ngày mùng 1 tháng 5 năm 1981, tôi đã toát chết một cách kỳ lạ. Đó là khoảng 9 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 5 năm 1981, trong một trận đánh với lính Para ở phía bắc Đăng Cung. Đại đội tôi dàn hàng ngang, chủ động tấn công trước. Tôi và anh quê liên lạc đại đội chạy sau cùng. Cả hai cùng nấp vào một ụ mối để tránh đạn. Sau đó anh quê gọi tôi chạy lên đi. Rồi anh phóng lên trước. Tôi chờ anh chạy trước khoảng 5-6 mét. Tôi sẽ chạy theo. Bỗng một bàn tay đập vào vai trái, làm tôi dần mình quay lại. Dĩ nhiên, không có ai cả, vì tôi là người đi sau cùng. Bỏ qua thắc mắc trong tâm trí. Tôi rời ụ mối, lao nhanh theo anh quê. Nhưng mới đi được khoảng 2 mét, thì một trái cối 60 rơi thẳng, đứng trước mặt, cách tôi tầm 3 mét, làm tôi bị thương nhẹ ở vùng bụng và cánh tay. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã nhận ra ai đã đập vào vai tôi. Nếu không có bàn tay ấy, trái cối bằng găng tay 4 ký ở độ cao 300 mét rơi vào đầu, không cần nổ cũng làm tôi chết tươi. Ăn năn cũng chẳng kịp. Đây là sự lạ đầu tiên trong đời lính. Mảnh cối xuyên qua gần hết thành bụng, cách dạ dày 2mm thì dừng lại. Đến cả y sĩ bảy tròn, người đã phẫu thuật cho hàng ngàn thương binh từ thời chống Mỹ qua thời chống Pốt khi cắt lọc vết thương trên bụng tôi đã phải tốt lên. Thằng này quá may mắn. Tôi nằm viện đúng 23 ngày. Nhân có xe tải chở gạo và đăng cung. Tôi xin ra viện vì thuốc điều trị chỉ còn sulfamid và thay băng mỗi tuần hai lần. Trong thời gian tôi nằm viện, anh Tập, y sĩ tiểu đoàn, phân công y tá Trần Đình Cháu, quê Bình Trị Thiên, xuống tăng cường cho đại đội 6 và vô tình càng khoét sâu vào sự chia rẽ làm hai phe. Lính miền Nam và phe lính miền Bắc của đại đội bộ đại đội 6. Chủ yếu ban chỉ huy canh đua xem phe nào đánh trận giỏi hơn. Miền Nam chỉ có anh Cổ, quê Củ Chi, còn ba cán bộ đại đội khác đều là người Bắc. Chính vì vậy, trận đánh do anh Cổ chỉ huy toàn lính miền Nam, kể cả y tá. 17 giờ, chúng tôi đến ngã ba đường bò. Anh Cổ ra dấu cho các chiến sĩ cảnh giới xung quanh, rồi khẽ gọi các cán bộ trung đội và tổ trưởng trinh sát lại anh bẻ một nhánh cây nhỏ dài hơn găng tay rồi ngồi xổm trên đất trong khi tôi đứng ở phía sau lưng anh nên quan sát rất rõ anh vừa nói vừa vẽ vào một vòng tròn ở trên cát đây là hai nhánh đường bò bên phải và bên trái vẽ xong nhánh đường nào anh chỉ tay luôn vào địa hình thực tế thông thường chúng sẽ đi từ nhánh bên phải khi tên đi đầu ra giữa chạng, xã thủ trung liên đặt đối diện với nhánh đường này sẽ ngắm tên đi đầu bắn dọc theo đội hình hàng một của chúng và đó là lệnh nổ súng tình huống thứ hai nếu chúng đi từ nhánh bên trái khi tên đi đầu ra giữa trạng xung đội trưởng nhắm đối diện với nhánh bên trái sẽ dùng ak khai hỏa trước và đó là hiệu lệnh nổ súng các đồng chí ai có ý kiến gì khác không vì chỉ huy triển khai nhiệm vụ rõ ràng mạch lạc nên tất cả đều hiểu rõ và về vị trí được phân công riêng vị trí chỉ huy là một ụ mối cao chừng một mét rưỡi có tầm nhìn bao quát toàn bộ địa hình. Chúng tôi ăn vội miếng cơm vắt với cá khô, rồi trải tấm ni lông trên cỏ, cố dỗ giấc ngủ chập chờn chờ cho trời sáng. Do lũ muỗi cứ vo ve bên tai, vừa tiếp đi thì lại giật mình tỉnh giấc vì bị muỗi trích. Trời chưa sáng hẳn, chúng tôi đã trỗi dậy, ba lô gọn gàng, chuẩn bị cho trận đánh. Anh cổ ngồi bên phải ụ mối, đeo khẩu súng K-59, bên hông trái, nhưng tay anh vẫn cầm khẩu AK chống xuống đất, chờ đợi. Anh là người duy nhất ra trận mang hai khẩu súng. Cậu nẵng cũng chống súng, chờ đợi bên trái ụ mối. Tất cả 19 người đều chăm chú, quay mặt vào trong trạm, chờ bọn địch xuất hiện. Chỉ có mình tôi quay mặt ra ngoài. Dù không ai nhắc nhở, nhưng tôi biết nhiệm vụ của tôi lúc này là quan sát cảnh giới ở phía sau của đại đội. Gần 7 giờ sáng ngày 4 tháng 6 năm 1981, khi những tia nắng đã ở lưng chừng các ngọn cây tiếng cậu nẵng gọi khẽ anh cổ ơi lính nó đang xuống kìa tôi quay lại bò cẩn thận lên ụ mối trong khi cậu nẵng bồn chồn quay phía nhìn anh cổ anh cổ ơi im đi tao thấy rồi anh cổ trả lời mà vẫn ngồi im như pho tượng mắt chăm chú nhìn những tên lính para đang đi từng nhánh ở phía đường bò bên phải tôi vừa ngoi lên khỏi ủ mối đã thấy rõ bốn tên lọt vào phía phạm vi tràng mỗi tên cách nhau 3 mét tên đi đầu mang quân phục màu xanh đậm bồng súng trước ngực cách điểm giữa tràng khoảng 5 mét là thời điểm khẩu trung liên sẽ khai hỏa tên đi thứ ba lại mang quân phục rằn di sắn hai ống quần lên tới đầu gối như nông dân chuẩn bị lội ruộng nó xách khẩu ak bên tay phải tay trái đưa thẳng ra sau vòng lên đầu rồi hướng thẳng ra phía trước tự tin ra dấu cho những thằng đi sau tiến lên khi tên đi đầu đã vào giữa trạm đến lượt anh cổ bồn chồn anh vừa lầu bầu vừa nhìn về hướng cổng trung liên đang nấp trong bụi rậm nếu nó không khai hỏa thì chỉ có anh mới có quyền ra lệnh nổ súng nhưng anh không thể bóp cò khi đang ở sau lưng các chiến sĩ vì vậy sau một giây lưỡng lự anh cổ xách súng chạy lên ngang hàng với chiến sĩ đúng lúc tiếng trung niên giòn dã kêu. Tên đi đầu ngã sấp xuống, đè luôn khẩu xuống dưới bụng. Các tên khác chạy lui vào các cây gần đó, chống trả quyết liệt. Một trái B40 nổ ở tầm cao 4 mét, ở trên thân cây phía sau, làm cậu Dũng xạ thủ trung liên bị một mảnh vào lưng. Cậu Tâm trinh sát bị một mảnh vào má bên phải, nhưng chúng chỉ chống cự khoảng 2 phút rồi bỏ chạy. Mỗi đứa một hướng, anh Cổ và các cán bộ trung đội đồng loạt rời khỏi vị trí nấp để chiến sĩ noi theo tất cả đứng thẳng lưng kẹp súng bên hông nhả đạn như hình ảnh tôi đã từng thấy trong các bộ phim chiến tranh anh chiến trung đội trưởng chỉ tay về phía một tên lính đang chạy cả nhắc dáng rất mệt mỏi khoảng cách 50 mươi mét nó bị thương rồi đuổi theo như ngay lập tức anh cổ ra lệnh không đuổi theo tất cả chuẩn bị rút trong khi tôi đang mang vết thương cho cậu dũng thì cậu Khanh và cậu Trần Minh Dương cùng chạy về phía tên lính nằm sấp. Cậu Dương điểm xạ hai phát, làm cả hai lùi lại cảnh giác. Sau vài giây chờ đợi, cậu Khanh thận trọng bước tới, bắn bồi một viên nữa, rồi đứng cảnh giới cho cậu Dương lôi khẩu AK-47 dưới người tên lính ra. Nhưng cả hai mới đi khoảng 10 mét thì cậu Dương chợt như nhớ ra điều gì. Vội đưa khẩu súng chiến lợi phẩm cho cậu Khanh, rồi quay lại, lột đôi giày da cao cổ của tên lính. Đôi giày này tốt hơn nhiều lần dây vải của quân khu 7 mà bộ đội ta được trang bị. Trên đường về, chúng tôi truyền tay nhau khẩu súng của tên lính xấu số. Đó là một khẩu AK-47 còn mới. Cậu Dũng đã ngắm chính xác, viên đạn trúng ngay thân súng, tạo thành một vết xước ngang, rồi đi luôn vào bụng tên lính. Báng súng bằng gỗ nâu đỏ, mặt gỗ láng bóng như có phủ một lớp vác ni. Súng có buộc một chiếc nơ vải đỏ Tôi thầm cầu cho linh hồn của tên lính lãng mạn này được sớm siêu thoát. 9 giờ sáng ngày 4 tháng 6 năm 1981, 16 cán bộ chiến sĩ của đại đội 6 do anh Võ Văn Cổ chỉ huy về đến Đăng Cung. Hai thương binh được chuyển về trạm phẫu trung đoàn, hai trinh sát về vị trí đóng quân của trung đội trinh sát, trung đội trực thuộc tiểu đoàn. Ai cũng vui vì đã lâu rồi đại đội mới diệt được địch và thu được súng. Những lần trước, khi thì địch đã vào đúng ý định, nhưng bấm mìn Claymore không nổ do pin yếu. Lúc thì đánh cấp tiểu đoàn hơn 150 chiến sĩ, vào một chốt của lính Para với số đạn tiêu hao hơn nửa tấn, gồm các loại đạn DKZ, cối 82, cối 61, B40 và hàng nghìn viên đạn AK. Số đạn này tiểu đoàn xin bổ sung sau trận đánh. Lý do khi áp sát mục tiêu, một chiến sĩ bị vướng mìn làm lộ đội hình định rút lui trước khi tiểu đoàn đánh vào cứ điểm của chúng. Chính vì vậy, việc đại đội 6 tịch thu được súng, không những là niềm vui cho đại đội, mà còn là niềm kích lệ cho cả tiểu đoàn. Nhưng bên cạnh đó, một số ít người không hài lòng, ganh tị, đặc biệt là những quân sư quạt mo, những văn thư, nhân viên chính trị, quản lý hậu cần. Những người không bao giờ ra trận, hoặc rất ít ra trận đối với họ. Các trận đánh chỉ là những tiếng nổ từ xa vọng về, nhưng tiếng nói của họ khá quan trọng, đôi khi làm thay đổi quyết định của cấp chỉ huy, dù quyết định đó ra sao. Vào một buổi trưa, tôi thấy anh Toàn Văn Tư đại đội quê Thái Bình và cậu Hải, chính trị viên, vừa cười vừa trao đổi điều gì ở ngoài sân. Lát sau, một trong hai người đến gặp anh Sắc đại đội phó. Anh Sắc ơi, anh cổ tịch thu được súng rồi. Như vậy là một không. Bây giờ tới lượt anh tiếng cười kéo dài châm chọc như xoáy vào óc người nghe khiến tôi cũng khó chịu nhưng anh sắc vốn tính cục mịch ít nói nên lặng lẽ bỏ đi như không quan tâm những lời vừa nghe vào một buổi chiều khi tôi đi thăm bệnh về gặp anh sắc đi ngược lại hướng về ban chỉ huy tiểu đoàn anh như vừa trải qua một cơn giận dữ cực độ mặt đỏ bừng đôi mắt đỏ lên đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ những mạch máu nhỏ trong mắt anh không hiểu do cố ý hay vô tình Mà đi ngang qua tôi Anh nghiến chặt hai hàm Nói qua kẽ răng Lần này tao phải lấy được súng Câu nói và sắc mặt của anh Làm tôi rủng mình Linh tính có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra Hôm sau tôi mới biết Anh sắc lên tiểu đoàn xin đánh phục kích Quyết tâm lấy súng Bất chấp ta đã bị lộ lực lượng Và chiến thuật trong trận phục kích trước đó Để chắc thắng Anh đã đưa đội hình lên cao 500 mét so với ngã ba đường bò. Chọn một khúc quanh để đặt khẩu trung liên khai hỏa. Căn dặn anh vỡ, xạ thủ trung liên, người dân tộc Tày quê ở miền núi phía Bắc. Khi nào chắc chắn bắn trúng thì mới được nổ súng. Đồng thời anh bố trí toàn bộ lực lượng 20 người sang bên kia đường bò. Để khi nổ súng xong, anh em phải băng qua xác những tên lính para mới trở về đơn vị được. Tiểu đoàn được biết trận đánh này có thể gặp khó khăn nên tăng cường một máy bộ đàm PRC-25 do cậu Hải thông tin đi phối thuộc để liên lạc trực tiếp với tiểu đoàn. 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 năm 1981, anh vợ chờ cho tên lính para đi đầu chỉ còn cách khoảng 5 mét, có thể nhìn rõ nốt ruồi trên mặt nó. Anh mới siết cò khẩu trung liên khai hỏa trận đánh. Bốn tên đi đầu nằm la liệt trên đất, những tên đi sau lăn vào bệ đường nấp sau các gốc cây, bắn phát một, cầm chừng, như chờ đợi điều gì, chứ không bỏ chạy như tốt lính bị đánh hai ngày trước. Làm anh em cũng không thể ra đường lấy súng được. Chừng ba phút giằng co trong nồn nóng, sốt ruột, bỗng anh báu người Hà Nam Ninh, quay lại, thì giật mình thấy bọn para chỉ còn cách khoảng 30 mét. Chúng đông, chừng 50 tên đang dàn hàng ngang phía sau lưng, mỗi tên cách nhau khoảng 4 mét, lặng lẽ tiến đến gần trong tình thế bất ngờ bị bao vây. Như rắn mất đầu, anh em hình thành hai nhóm rút lui. Nhóm đông do anh Thặng Thái Bình, cán bộ trung đội và anh Báu hô hào anh em vừa chạy ra đường vừa bắn về phía đối phương mở đường máu. Vừa giật súng từ những xác nằm trên đường, nhóm ít hơn chạy theo anh sắc men theo đường bò về hướng đơn vị. Cậu Hải thông tin nhập ngũ năm 1971, đang lưỡng lự không biết chạy hướng nào thì bị đạn nhọn xuyên từ sau lưng qua máy bộ đàm trổ ra trước ngực anh lâm xạ thủ b 40 bị một trái b 40 nổ ngay trước mặt chỉ cách trường một mét rưỡi anh xác may mắn chỉ bị đạn nhọn trượt qua phần mềm phía trước cặc chân trái lộ hẳn một đường ngang 3 cm xương ống chân chỉ có thể giải thích bản năng sinh tồn anh mới có thể tiếp tục chạy được hơn nửa giờ sau các anh em đại đội 6 về đến đăng cung Ta thu được một súng AK, một CKC, bỏ lại hai tử sĩ ngoài trận địa, mất một máy bộ đàm prc 25 và một súng B-40. Mấy ngày sau, quân báo của trung đoàn là người Chia được đào tạo nghiệp vụ trà trộn trong dân buôn để hoạt động dạng tình báo. Chụp được hình, chúng đang treo đầu của hai đồng đội và vũ khí trên cành cây trong căn cứ của chúng để ăn mừng và cảnh cáo chúng tôi. Một buổi sáng ngày 6 tháng 6 năm 1981, sau khi biết nhóm do anh Sắc chỉ huy đánh phục kích bị thất bại, phải bỏ chạy, để lại trận địa hai tử sĩ, tiểu đoàn 2 quyết định huy động toàn bộ lực lượng, gồm ba đại đội đi theo hai hướng khác nhau đến lấy tử sĩ, đồng thời báo về trung đoàn 4 xin chi viện từ tiểu đoàn 3, cách đó 15 cây số phải mất từ 4 đến 5 tiếng để tiểu đoàn 3 hành quân tới nơi. Hướng đại đội 7 do anh Mùi Hà Bắc chỉ huy gặp lính para quá đông nên phải rút lui về sau nêu lý do để bảo toàn lực lượng nên hỏa lực của chúng tập trung vào hai đại đội còn lại mà tôi đã kể trong bài trước tôi thoát chết nhờ được nắm chân ngã xuống trước khi chạy vào đường đạn bắn tỉa ngang tầm ngực bằng xong vết thương bụng cho anh độ anh bị bắn tỉa xuyên từ hố chậu trái sang hố chậu phải tôi nằm bên cạnh anh lo ngại không biết anh có thể di chuyển được hay không anh cố gắng gượng trườn về phía sau cây này đi vừa nói anh cố gắng gượng trườn về phía sau cây này đi vừa nói tôi vừa chỉ tay về một thân cây lớn đường kính khoảng 30 cm cách chỗ chúng tôi chừng 4 mét ở đó có vật cản che đỡ em mới có thể cõng anh chạy về phía sau được anh độ do dự trong vài giây rồi trườn ngửa người về phía gốc cây tôi đã chỉ anh đúng lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì anh độ di chuyển được 3 mét thì bất ngờ anh Trung, chiến sĩ của anh Độ, người đã gọi y tá giật giọng vang xa hàng trăm mét, bồng Đúng. súng bỏ chạy, làm anh Độ hoảng hốt gọi lớn. Mày bỏ tao ra! Mày bỏ tao à? Rồi anh lồm cồm ôm bụng chạy theo, và tôi không ngờ hành động của anh Trung lại như vết dầu loang, làm tất cả các chiến sĩ của đại đội 8 lần lượt bỏ vị trí chạy bên phía sau. Kể cả cộng thông, cán bộ tiểu đội, người nằm bên cạnh tôi cảnh giới, lúc tôi băng bó cho anh độ. Trong tình huống hoàn toàn bị hở sườn, và số đạn còn lại rất ít, chủ yếu là cầm cự chờ lực lượng lên tri viện. Anh cổ buộc phải cho anh em đại đội 6 yểm trợ nhau rút lui, và tôi lại lọt vào nhóm cuối cùng. Tôi không muốn chạy quay lưng về phía những họng súng bắn tỉa, nên trườn sấp về phía sau như bài học cơ bản ở quân trường Quang Trung. Nhưng điều đó cũng không đảm bảo an toàn khi những vết đạn bắn găm xuống nền cát trước mặt tôi từ những tay súng nằm trên ụ mối làm tôi có cảm nhận rõ những hạt cát bật lên rơi vào cánh tay của mình một lần nữa tôi lại co mình chuẩn bị phóng tới đúng lúc cậu dương tiểu đội trưởng người rút lui cuối cùng của đại đội 6 chạy vọt qua bên phải tôi khoảng 5 mét tôi chạy theo cậu dương vừa qua một bụi cây nhỏ nhưng không thấy dương đâu bỗng nghe tiếng cậu hiệp nhập ngũ năm 1980 ở Gò Vấp, chiến sĩ của Dương gọi ở phía sau. Anh Tấn ơi, anh Dương bị làm sao rồi? Tôi quay lại gặp Dương, nửa ngồi nửa nằm, đầu gục xuống. Dường như chiếc bao xe quá nặng, Dương không thể trỗi dậy được. Tôi đặt Dương nằm ngửa, tháo bao xe đạn ra. Một viên đạn đã xuyên từ giữa lưng, cách cổ sống khoảng 2cm, trổ ra trước ngực vùng thượng vị làm tôi đau đớn tuyệt vọng, nhưng vẫn nhanh chóng mở chiếc túi cứu thương. Dương nhắm mắt tiểu tào. Chắc, chắc tao chết quá. Không sao đâu, mày yên tâm đi, để tao băng cho. Tôi nói với Dương, mà trong đầu lại nghĩ khác. Cậu Hiệp quay nhìn về phía các đồng đội đã mất hút sau những lụp cây. Rồi nhìn về phía tên lính Para bồn chồn. Anh Tấn ơi, bây giờ mình làm sao? Như được chúa thánh thần soi sáng, Tôi nhận định chúng rất đông Nhưng không dám đuổi theo Nên bình tĩnh nhìn Hiệp Em cứ ngồi đó cảnh giới Để anh băng cho Dương xong đã Hiệp khẽ dạ rồi hướng về phía trước quan sát Nhưng tôi đang băng cho Dương Hiệp nhẹ nhàng bỏ tới Gỡ đôi giày bốt từ chân của Dương Đôi giày mà hai ngày trước Dương đã gỡ từ đôi chân của tên lính Para Đang hấp hối Đôi giày này xui xẻo kỳ lạ Hai người mang nó đều bị đạn xuyên qua Hiệp thoáng nhìn tôi, rồi lần lượt quăng từng chiếc giày ra xa, như thể muốn vứt bỏ điều gì hắc ám đang bám lấy chúng tôi. Bằng xong cho Dương, tôi và Hiệp thay nhau cõng Dương chạy về phía sau. Đến lượt tôi, Dương thấy rất mệt. Dương nói qua hơi thở. Bỏ, bỏ tao xuống. Tôi biết Dương đang choáng, nhưng chúng tôi trong tầm đạn nên tôi động viên. Dương ơi, mày, mày dáng chút nữa đi, Tôi chưa nói dứt câu, Dương đã buông thõng hai tay. Không choàng qua cổ tôi nữa, thân người mềm nhũn, làm tôi phải cúi gập người về phía trước để đỡ Dương khỏi bật ra phía sau. Cậu Dương đã hy sinh trên lưng tôi, và động tác cõng Dương làm tôi nhanh chóng kiệt sức. Đúng lúc mắt tôi đã hoa lên, nổ đom đóm. Cảnh vật mờ nhòe đi, tôi thấy anh cổ đứng bên một ụ mối, lung linh như sau một lớp sương mờ. Anh và một chiến sĩ nán lại chờ những người rút lui sau cùng. Anh đưa tay về phía tôi, vẫy gọi, và ngay lập tức, chân tôi như bị đeo trì, không thể bước được nữa. Anh Chiến và một chiến sĩ của đại đội 8 nhanh chóng chạy đến, đỡ dương khỏi người tôi. Trong khi anh cổ hỏi lớn, Còn ai nữa không? Tôi mệt đến nỗi không trả lời được, mà chỉ lắc đầu. Khoảng 15 giờ chiều, tiểu đoàn 3 mới tới ngã tư chính sát, cách trận địa hơn hai cây số chúng tôi lại tổ chức lực lượng lên lấy hai tử sĩ lần hai. Tiểu đoàn 3 đi bên trái đường bò với lực lượng hùng hậu hàng trăm người. Trong khi bên phải, tiểu đoàn 2 chỉ còn đúng 11 người. Kể cả anh Cổ, cậu Nẵng và tôi. Những người khác đã chạy về Đăng Cung và Preau, nơi đóng quân của đại đội 8. Và nhất định không quay trở lại nữa. 17 giờ chiều, trời đổ mưa tập tã Chúng tôi đưa thi thể không nguyên vẹn của hai đồng đội về lại ngã tư chính sát, mà không gặp một trở ngại nào. Bọn lính para đã rút hết về căn cứ chuẩn bị phòng thủ. Chúng tôi có thể phân biệt được đồng đội vì tướng. Cậu hài thông tin nhỏ con, còn tướng của Lê Thanh Lâm to con, nên được biên chế hỏa lực B40. Trước đó, thi thể của Dương đã được anh em đưa về bộ phận chính sách của trung đoàn 4. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1982, ở ngã ba Nam Sấp, ngã ba có một đường đất chính chạy thẳng 4 cây số sẽ qua đất Thái Lan. Rẽ trái 7 cây số là đồi Tà Ngọ, phạm vi của sư đoàn 9. Nơi đây hai tháng trước, các sư đoàn đồng loạt tiến công dọc biên giới trong chiến dịch C81, buộc bọn lính Pol Pot phải chạy sang đất Thái. Sư đoàn 5 rút về ngã ba này, để lại hai tiểu đoàn chốt giữ. Vì vậy, chúng tôi đóng quân dạng dã chiến không có hầm hào công sự và mọi sinh hoạt đều rất khó khăn tôi đang làm cây cọc phụ để mắc lại chiếc võng bị ướt vì cơn mưa đột ngột đêm qua do chủ quan mùa mưa chưa tới nên tôi đã mắc trực tiếp dây võng vào thân cây bất chợt cậu tâm anh nuôi đến từ phía sau y tá ơi đi lấy nước không hả ở đâu tôi quay lại ngạc nhiên vì nơi có nước gần nhất là ở tàng ngọ Mỗi lần đi lấy nước, tiểu đoàn phải lên kế hoạch trong buổi họp giao ban chiều hôm trước, để các trung đội phân công người, có cán bộ chỉ huy chung, nếu gặp địch phải tổ chức vừa chiến đấu vừa đem nước về an toàn. Các anh em tải nước phải mất 5 giờ, chọn buổi sáng, trong đó 30 phút là thời gian tắm giặt và chứa 20 lít nước vào ba lô, số giờ còn lại chỉ để vượt qua quãng đường, chừng 14 cây số đường rừng cả đi lẫn về. Như đoán được ý nghĩ của tôi, cậu tầm nói ngay. Nước trong các ổ gà ở trên đường đó. Mình đi lấy ngay đi. Nắng lên, nó cạn mất. Thì ra, chỉ có anh nuôi, người rất cần nước nấu cơm, mới nghĩ ra việc lấy nước từ các vũng nước trên mặt đường sau cơn mưa. Ở đây, nước quý hiếm. Đến nỗi, chúng tôi chỉ để nấu cơm, nấu nước uống. Ngoài ra, mỗi sáng, chỉ dùng một chén nước để đánh răng và rửa mặt. Anh nuôi không cần vo gạo mà đong gạo và nước trực tiếp rồi nấu cơm luôn. Vậy mà không có bữa nào chúng tôi để thừa cơm cả, dù chỉ ăn với cá khô hoặc tương hột kho. Còn rau xanh là thứ hàng xa xỉ, nằm mơ cũng không có dù chỉ một chiếc lá. Những ai đã từng ăn lương khô thay cơm sẽ nhận ra điều này. Bữa đầu lương khô rất ngon, có vị ngọt của bột gạo, bột đậu xanh. Nhưng ăn đến bữa thứ hai, thứ ba trong bụng cảm thấy nóng nảy, bức bối như có lửa vậy. Cơ thể mệt mỏi, chỉ thèm được ăn một chén cơm với muối cũng cảm thấy tuyệt vời. Bởi vậy, tôi đồng ý ngay, và nếu chúng tôi lấy đủ nước, thì đợt tải nước kế tiếp, toàn bộ không phải cử người đi tận tà ngọ, vừa xa vừa nguy hiểm. Khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi gồm 4 người, tôi, cậu Tâm, cậu Khánh thông tin và anh Quê liên lạc, mang 4 ba lô và bốn cậu AK đi dọc theo con đường đất hướng về khu rừng tre. Nếu chúng tôi đến đoạn suối cạn, con suối vắt ngang đường phía đầu rừng tre, cách hai cây số mà vẫn không có nước, tức chuyến đi của chúng tôi thất bại. Tuy vậy, mới đi được một cây số đã thấy lác đác vài ổ gà có nước. Mừng rỡ, cùng nhau xuống lại, người thì đứng quan sát cảnh giới, người thì lót tấm ni lông và ba lô, người thì dùng chiếc ca nhôm múc nhẹ từng can nước đổ vào nhưng chỉ được vài ba ca đầu là nước trong sau đó nước nhanh chóng bị vận đục anh quê nóng nảy quyết định mục hết vào đi cũng phải lóng phèn mới dùng được mà nói xong anh nhìn y tá cười tít mắt lại đôi mắt anh thành hai làn ngang trên khuôn mặt bầu bĩnh lấm tấm mụn cám sau đó đi thêm khoảng 200 trăm mét chúng tôi lại gặp may ngoài mong đợi ba vũng nước lớn như ổ voi một vũng bên phải hai vũng bên trái đường cách nhau vài mét không những đủ để chứa đầy các ba lô, mà còn đủ cho chúng tôi tắm qua quýt sau nhiều ngày không có nước tắm. Chúng tôi về đến tiểu đoàn lúc 9 giờ 30 sau khi phụ anh nuôi đổ nước vào bể chứa, là một khung gỗ được thiết kế từ nhiều đoạn cây nhỏ theo hình khối chữ nhật 80-60-50cm. Bốn góc được đóng chặt xuống đất. Bên trong có lót hai tấm ni lông, có thể chữ được 150 lít nước, đủ nhu cầu tối thiểu cho toàn bộ 8 người trong một tuần và tự tay tôi lóng phèn để kết tủa các chất vật đục lắng xuống đáy bể. Phèn chua được cấp theo tuyến quân y xuống đến trung đội để anh em có nước sạch, dùng từ tất cả các nguồn nước có thể tìm được. Tôi khoan khoái ngồi trên võng, tận hưởng cảm giác mát mẻ, nhẹ nhõm. Từ buổi tắm bất ngờ sáng nay và nhập tính, đã hai tuần rồi tôi không tắm, thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn làm tôi giật mình. Tiếng nổ ở khoảng cách 100 mét trước đội hình của tiểu đoàn 8. Tôi lo lắng nhưng vẫn ngồi trên võng chờ những diễn biến tiếp theo. Nếu có bốn phát đạn, phát một liên tiếp báo hiệu có thương binh. Nếu có hàng loạt phát đạn, các loại nổ vang thì phải nhanh chóng nấp vào gốc cây gần nhất để tránh đạn vì chắc chắn đã bị lính Popot tập kích. Nhưng sau lần này, có vẻ khác thường, im lặng kéo dài, làm chúng tôi nhìn nhau và tự hỏi. Chuyện gì thế nhỉ? Cùng lúc đó, anh nuôi tiểu đoàn 8 chắc chắn heo đã bị vướng mìn rồi. Vì anh em mình đã chặt cây làm vật cản ngang đường. Chỉ chưa một lỗ trống nhỏ có gài mìn vướng nổ cho heo đi qua. Chứ bọn Pol Pot không thể ngờ nghệt chui vào vì sẽ nhận ra ngay đây là vật cản do con người sắp đặt. Bởi vậy, vậy, ba người của nhà bếp đã mang một số AK và một đòn cáng heo chuẩn bị sẵn để khiêng heo về. Nhưng khi chớ tới nơi thì hàng loạt đạn AK và một trái B40 bắn về phía anh em. Rất may do cảnh giác không ai bị thương. Anh em nhà bếp vừa bắn trả vừa lui về vị trí trong đội hình. Ngay lập tức, khẩu cối 82 ly của tiểu đoàn 2, cối 82 ly của tiểu đoàn 8 và khẩu 61 ly của đại đội 6 cùng bắn từ ba vị trí khác nhau cấp tập hàng chục trái đạn tập trung vào điểm có địch bọn lính bốt bỏ chạy để lại tên bị thương ở sở chỉ huy trung đoàn 4 anh thành lệnh cho khiêng tên lính về đặt ngay ở ngã ba đường tên lính bồn bốt có thân hình chắc đậm khoảng 60 65 kg cao chừng một m sáu nước da ngâm được đặt ngồi bệt ở trên đất nó muốn nằm cũng không được ngồi thẳng cũng không xong tay trái nâng đầu gối tay phải cầm phần cẳng chân trái đã gãy lìa xương ở đoạn giữa cẳng chân. Chỉ còn dính một mảng da bằng bốn ngón tay. Vết thương đứt động mạch và không được garo, nhưng máu chỉ còn nhỏ từng giọt, chứng tỏ lượng máu trong người tên lính còn rất ít. Tuy vậy, nó vẫn cố gắng trả lời từng câu hỏi của anh Thành thông qua đồng chí phiên dịch bằng một giọng đứt quãng, rời rạc, xen lẫn tiếng rên khè khẽ. Thỉnh thoảng, nó lại đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn anh Thành rồi lại nhìn xuống chân gãy, như muốn nói. Tôi đang bị thương, xin hãy cứu tôi. Nhưng anh Thành không quan tâm đến điều đó. Anh hỏi dồn dập như sợ không đủ thời gian. Bọn mày tới đây bao nhiêu người? Sáu người. Mày mang súng gì? Súng B40. Súng mày ở đâu? Những đứa kia mang đi rồi. Mày tên gì? Cấp bậc đơn vị. Cha mẹ còn sống không? Ở đâu? Tên lính, 23 tuổi, đi lính 3 năm, con mẹ già ở bát tam bang tôi không biết nó khai đúng hay không nhưng sau một lúc cha hỏi anh thành đứng lên thằng này láo nó khai không đúng tên sư đoàn và quân số nói xong anh quay lưng bỏ đi nhưng anh cường bác sĩ mới tốt nghiệp được bổ sung về trung đoàn 4, nói với theo tính sao bây giờ anh anh thành vừa đi vừa lắc đầu thế là số phận tên lính đã được định đoạt